Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố lịch thi đấu mới của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đá một trận vào tháng 10, ngày 13 tháng 10 gặp Malaysia và hai trận vào tháng 11, ngày 12 tháng 11 và 17 tháng 11 lần lượt gặp Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các lượt trận ở bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 năm 2020 đều bị hoãn lại sang tháng 10 và tháng 11. Và theo như lịch thi đấu mới được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động có những toan tính nhằm tận dụng hết lợi thế của mình. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Tiếp theo lần lượt là Malaysia có 9 điểm sau 5 trận, Thái Lan có 8 điểm sau 5 trận, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có 6 điểm sau 4 trận và Indonesia 0 điểm sau 5 trận. Cuộc đua giành ngôi đầu bảng G hứa hẹn sẽ rất khốc liệt khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn còn đến 4 trận để lật ngược thế cờ. Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia cũng rất mạnh và họ tỏ ra rất quyết tâm để cạnh tranh với Việt Nam. Với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo, chuyến làm khách đến sân của Malaysia vào ngày 13 tháng 10 là trận đấu then chốt cho ngôi đầu bảng G. Đây là trận đấu rất quan trọng, chỉ cần giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến rất gần đến cánh cửa của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, đối đầu với Malaysia được dự báo sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn với đội tuyển Việt Nam, bởi Malaysia đã tỏ ra rất mạnh trên sân nhà và chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Một khi đã thắng được Malaysia thì việc phải đối đầu với Indonesia trên sân Mỹ Đình sẽ không phải là điều quá khó với đội tuyển Việt Nam, nhất là khi đội bóng xứ vàng đảo chưa có điểm nào sau 5 trận và không còn động lực để cạnh tranh chiếc vé đi tiếp. Bên cạnh đó, nếu đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan buộc phải có trận cầu sinh tử ở lượt trận diễn ra vào ngày 12 tháng 11, bởi cả hai đội đều hiểu rằng người thất bại sẽ bị loại. Thậm chí, nếu thi đấu đúng sức, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ nhấc bảng G sớm một lượt đấu với hai điều kiện. Đầu tiên, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Malaysia và Indonesia để có được 17 điểm. Và thứ hai là trận đấu giữa Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Khi đó, đội bóng đến từ Tây Á sẽ có tối đa 16 điểm, Thái Lan có tối đa 15 điểm nếu hai đội này thắng tất cả các trận đấu còn lại. Với Malaysia, đội bóng này chỉ giành được tối đa 15 điểm nếu thắng cả Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy, nếu cả hai điều kiện trên cùng xảy ra thì ở lượt trận đấu cuối gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 17 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ đá với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể đưa ra nhiều toan tính hơn và thậm chí là giữ sức cho các cầu thủ trụ cột nhằm bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020, dự kiến khởi tranh vào ngày 23 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.